cảm xúc vui giống như là mình đang chờ chuẩn bị đăng quang trên top của một cuộc thi hoa hậu vậy đó. Thì khi mà được xuống tên thì nó rất là vỡ hòa và rất là nhiều cảm xúc trong đó. Tới lúc này thì Hoàng Yến phải, nếu mà nói thì rất là nhiều thứ để nói, nhưng mà điều muốn cảm ơn nhất chính là đầu tiên là cảm ơn thông báo ngôi sao chấm nét đã có một cái giải thưởng cực kỳ uy tín như thế này, và để có một giải thưởng như thế này tất cả mọi người đều phải làm việc cực kỳ nỗ lực và cố gắng. Thường là sẽ phải ngồi thức để mà kiểu như không đang ngủ mà gọi thức vậy là bị chửi à? Bị chửi.